Còn bây giờ là 9 giờ 12 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019. Quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Quốc Tùng 8, thì tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ ghế trường kỷ gỗ lim. Bộ này là bộ đại. Tôi sẽ quay chi tiết và báo giá kích thước cụ thể cho quý vị và các bạn. Đây là toàn cảnh của tập thể của bộ ghế đây. Hàng bục triện. Về kích thước của bộ này thì có kích thước như sau. Về phần tíu này là dài rộng cao là 1m27, rộng 57 và cao 78. Đấy, còn về phần ghế bên đây thì là dài 2m05, rộng 56 và cao 48cm. Đấy, kích thước của bộ ghế này. Đây, tôi sẽ lướt qua một vòng xem quý vị nhé. Bộ ghế này là chân 10 chỉ. Đây quý vị thấy cái phần chỉ chân này là 10 chỉ. Phần vai là hai đầu là được xoắn ốc, phần tay là chém vát. Ván mặt là liền một lá luôn. Vân gỗ rất là đẹp đây, quý vị có thể thấy vân gỗ lim rất là đẹp. Về phần vách là đục sen cò ở giữa và xung quanh là tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa. Hàng rất là đẹp, sạch sẽ, không có rác. Về mộc mạng thì là cực kỳ là sắc nét luôn. Đó, quý vị có thấy những phần mạng đầu mộng mạng chúng tôi ghép đây là vô cùng sắc nét và khít này. Mặt bàn cũng vậy, một lá gỗ lim. Đây nhé, phần này là lại chúng tôi hôm qua là trời nó mưa nên là nước mưa nó hắt vào nên là nó màu như vậy, nó một lát nước nó khô thì nó sẽ màu nó sẽ như này. Còn đây là hàng chúng tôi để mộc 100%, chưa có quánh giáp gì cả. Quý vị có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng 8 tại Văn Khúc Cẩm Kiếm Thọ để xem hàng mộc. Trước khi là hoàn thiện thì chúng tôi sẽ để hàng mộc cho quý vị xem. Chúng tôi đảm bảo là hàng này không có rác và rất là chắc chắn, rất chắc chắn và đẹp. Trường kỷ mà quý vị là ngồi nhà cấp 4 thì là một trường kỷ rất là đẹp, thoải mái, cao. Đấy, bên kia là chúng tôi còn có bộ cũng trường lim nhưng mà kích thước nhỏ hơn thì giá sẽ rẻ hơn. Nếu quý vị có tham khảo và báo giá thì cứ liên hệ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị một bộ sản phẩm ưng ý mà phù hợp với túi tiền của mọi khách hàng. Đây, số điện thoại chúng tôi là 0987 50 086, website đồ gỗ tùng8.com. Tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một bộ ghế phong cách mà phù hợp với nhu cầu cũng như là mẫu mã không gian nhà của bạn. Rồi, xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nhé. Mọi người xem video thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Khi chúng tôi mà có những video hay sản phẩm mới thì là quý vị sẽ là người được xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video khác.